chữa mất ngủ, tim hồi hộp, sử dụng lạc tiên tươi, chặt thành khúc nhỏ, phơi hoặc sấy khô, bảo quản trong hũ thủy tinh kín nắp để tránh ẩm, mốc. Mỗi lần sử dụng 50 gram lạc tiên khô, rửa với nước nhiều lần để loại bỏ bụi bẩn. Đun lạc tiên khô cùng khoảng 1,5-2 lít nước, tới khi sôi thì tắt bếp, hãm thêm 5-10 phút. Lọc nước lạc tiên sử dụng mỗi ngày, có thể thay thế nước lọc. Để cảm nhận hiệu quả, nên uống lạc tiên tối thiểu một tháng hoặc dùng lạc tiên 50g, lá vông 30g, lá dâu tầm 10g, tầm sen 2g, đường 90g, sắc uống ngày một thang. Dùng 7-10 ngày. Suy nhược thần kinh, mất ngủ, lấy 50g lạc tiên khô kết hợp với 2-2g liên khô, 10g lá dâu tầm, 90g đường phèn, 100ml nước. Cho toàn bộ các loại dược liệu trên vào bình sắc, đun lửa nhỏ cho tới khi hỗn hợp hóa thành cao lỏng. Bỏ vào bình sạch và bảo quản ở nơi có nhiệt độ thấp như tủ lạnh. Trước khi ngủ khoảng 30 phút, một tiếng, pha 3 thì cao hỗn hợp đã sắc từ trước cùng với một cốc nước ấm. Áp dụng cách dùng này trong vòng 2 tuần, một tháng sẽ nhận thấy sự cải thiện rõ rệt. An thần, dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, lạc tiên 20g, lá vông nem 2g, cam thảo 6g, xương bồ 6g, táo nhân sao 10g, hạt sen 12g, lá tre 10g lá dâu 10g, đổ 600ml nước sắc còn 200ml nước, uống ngày 1 thang. Dùng 7-10 ngày. Người cao tuổi khó ngủ, đau mỏi người, cây lạc tiên, cả rễ, dây lá, quả non, 500g, hoa thiên lý 300g, lá mướt đắng non 100g. Tất cả sao khử thổ, tán nhuyễn dạng bột, cho thêm 50g đậu xanh, để cả vỏ, rang chín, cũng tán nhuyễn. Mỗi ngày pha 3 thì cà phê vào 100 ml nước sôi để nguội, uống thay trà hàng ngày, cần sử dụng đúng liều lượng để đảm bảo không gây hại cho sức khỏe, ngoài ra. Do không thực sự hiểu rõ về thảo mộc, nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa cây lạc tiên và cây chanh leo. Cây chanh leo tuy có hình dáng giống nhưng lại không có tác dụng chữa mất ngủ. Tất cả các bài thuốc đều cần có sự kiên trì sử dụng trong một thời gian dài để có hiệu quả tốt và phòng chống tái phát.